Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Phạm Thị Duyên, Chuyến vượt biên kinh hoàng. Nhân ngày 30 tháng 4 năm 2021, chúng tôi có nhận được một nhắn tin qua email mong tìm tin tức về thuyền trưởng người Anh tên Brian O'Connell và thủy thủ đoàn của tàu Panama khoan dầu trên Biển Đông cách đây hơn 31 năm, cùng với hồi ký của tác giả Phạm Thị Duyên, một cô giáo dạy Anh văn ở Sài Gòn, hiện định cư ở Toronto, Canada, kể lại chuyến đi đầy kinh hoàng mà cô là chứng nhân của những phép màu nhiệm không thể nghĩ bàn. Xin giới thiệu đến quý độc giả Chuyến vượt biên kinh hoàng của Phạm Thị Duyên. Lời tác giả: xin chân thành gửi đến anh Trần Đình Phước, cựu Trung úy không quân Việt Nam Cộng Hòa, sự biết ơn sâu xa đã khuyến khích bỏ ra nhiều thời gian và nhiệt tình giúp tôi hoàn tất viết lại những dòng hồi ký đúng vào ngày Giáng sinh 2015 về chuyến đi nhiều phép lạ màu nhiệm này. Cuộc đời chúng ta có những điều trôi qua rồi tan biến như cơn gió thoảng. Tuy nhiên, có những điều mãi mãi in đậm trong ký ức, dù có muốn quên cũng không thể nào quên được. Đối với tôi, một trong những điều không thể nào quên và cũng là món nợ không bao giờ trả được, dù bây giờ tôi có tiền rừng bạc biển chăng nữa. Câu chuyện xảy ra đã hơn 31 năm. Hôm nay tôi xin ghi lại những phép lạ mà tôi may mắn được chứng nghiệm trong chuyến đi 7 ngày đêm lênh đênh trên biển cả, với nhiều biến cố hải hùng và kinh dị. Nếu như không có bàn tay nhiệm màu của Thượng Đế, trời Phật cứu vớt, thì 137 người đã cùng chết trong lòng đại dương trên bước đường đi tìm tự do. Chuyến đi rất bất ngờ do hai ân nhân là anh Nguyễn Vinh Tôn và anh ruột là Nguyễn Quốc Trụ, cựu đại úy thuộc binh chủng nhảy dù quân đội Việt Nam Cộng Hòa, bảo trợ cho tôi mọi chi phí được trả từ Hoa Kỳ. Có lẽ vì đột ngột nên tôi đã khóc suốt đêm và không thể nào ngủ được. Tâm trạng khác hẳn với những lần đi trước, chưa ra đi mà trong lòng đã tràn dâng niềm thương nhớ những người thân yêu trong gia đình. Khoảng 3 giờ sáng ngày 23 tháng 9 năm 1984, tôi đến thắp nhang bàn thờ Phật, nguyện cầu cho chuyến đi được bình an, may mắn, tai qua nạn khỏi, không bị tù đày, nhất là đừng gặp hải tặc. Có như thế tôi mới có thể giúp được gia đình thoát được cuộc sống bế tắc, khó khăn như hiện nay. Tôi cầu nguyện sức khỏe, bình an, may mắn đến cho bố tôi đã già yếu, bệnh tật, cùng các anh chị em và một người tôi gọi là cô, đang sống đơn chiếc. Đúng ra là dì vì là em ruột của mẹ tôi. Cô đã đùm bọc giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều kể từ khi mẹ tôi bất ngờ ra đi vì quá đau khổ và lo sợ cho ngày mai đen tối của một gia đình mà hầu hết là quân nhân công chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Và trong chuyến đi này, tôi cũng có thêm một lời nguyện cầu. Tôi sẽ tái ngộ một thiên thần đang chờ đợi tôi với một tấm lòng trong sáng và cao quý. Lúc 3 giờ 45 sáng, tôi đánh thức cô tôi dậy. Cô cũng vừa mới chợp mắt được một chút. Tôi cố giữ thật bình tĩnh chào từ giã cô để cho cô được yên tâm. Trong gia đình và bà con thân thuộc chỉ có cô, lúc nào cũng bên cạnh tôi và là người duy nhất biết tôi sắp đi xa. Mà chuyến đi này lành thì ít, nhưng dữ thì quá nhiều, không thể nào lường được. Ngoài ra cần phải giữ bí mật vì sơ suất sẽ gặp những điều nguy hiểm có thể xảy ra. Đúng 4 giờ sáng, nhìn qua khe cửa sổ, tôi thấy đèn từ một chiếc Honda gắn máy chớp đi chớp lại 4 lần trước cửa nhà. Đây là tín hiệu mà tôi đã được cho biết trước, có người trong nhóm tổ chức sẽ đến đón tôi. Tôi lặng lẽ, nhẹ nhàng mở cửa, tay ôm một túi xách nhỏ gồm một ít lương khô, một bộ quần áo cũ, vài tấm ảnh gia đình, một quyển kinh loại bỏ túi
bạch y thần chú do bác tôi cho. Bác căn dặn phải thường xuyên khấn niệm để cầu xin bình an, và một sợi dây chuyền có hình con chim đại bàng đang xòe cánh do một người bạn tặng tôi từ lâu. Tôi luôn mang theo trong người vì biết người ấy luôn luôn cầu nguyện cho tôi được may mắn. Đối với tôi, đó cũng là một biểu tượng thần thoại. Tôi sẽ được chim đại bàng mang tôi đến vùng trời mơ ước. Tôi cũng bỏ theo một bình nước nhỏ. Tuy rằng người của tổ chức dặn đừng mang theo gì hết, vì họ đã chuẩn bị tất cả đâu vào đó rồi. Ngồi sau lưng người lái Honda mà tôi hoàn toàn không hề quen biết, tôi hơi lo sợ. Ngoái cổ nhìn lại con hẻm nhỏ thân yêu của một xóm nghèo gần ngã ba Cao Thắng và Trần Quốc Toản, Sài Gòn. Giờ này hầu như mọi người đang yên giấc. Tôi chào vĩnh biệt trong nước mắt căn nhà mà gia đình tôi nương náu gần 10 năm qua. Nơi đây, bố tôi đã đưa cả gia đình về sống sau khi trả lại căn nhà do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cấp cho công chức chỉ trước biến cố 30 tháng 4 1975 vài tháng. Nếu còn tiếp tục ở lại căn nhà đó, thì không biết gia đình tôi sẽ gặp khó khăn biết chừng nào. Khi người ta đến tiếp thu và yêu cầu gia đình tôi phải ra khỏi trong vòng 24 giờ. Tài xế Honda chở tôi ra bến xe miền Tây. Tại đây có một người đàn ông đội nón đen đã đứng chờ sẵn. Ông ta trao vé xe đò đã mua từ trước để tôi lên xe đi Mỹ Tho. Khi đến Mỹ Tho, tôi được một người đàn ông khác hướng dẫn chuyển xe đi tiếp Bến Tre. Đến nơi, khoảng giữa trưa, tôi cùng mấy người đã tới trước cùng ngồi ăn với nhau. Tôi nghĩ họ là những người sẽ cùng đi chung chuyến vượt biên với tôi. Sau khi ăn trưa xong, tất cả được mời lên xe Lambretta ba bánh để chở ra bến đò gần đó. Tại đây, người ta chia chúng tôi ra từng nhóm xuống những chiếc ghe nhỏ chở đầy trái cây, để ngụy trang mà dân vượt biên còn gọi là ghe taxi hay cá nhỏ, để tránh những trạm kiểm soát dọc bờ sông hoặc đột xuất có thể chặn lại khám xét bất thình lình. Ghe đi được một lúc thì nhóm tổ chức phát cho mỗi người một miếng giấy nhỏ với mật mã do nhóm tổ chức ghi trên đó. Cho đến chiều thì ghe tấp vào một bụi rậm ven sông để chờ đợi. Khi bóng đêm vừa bao trùm xuống, ghe lại tiếp tục đi thêm một khoảng khá xa. Tại đây đã có một ghe lớn neo sẵn, còn gọi là cá lớn. Đây là ghe sẽ đưa chúng tôi ra đi trên biển cả. Lúc này đã có nhiều ghe nhỏ đang vây quanh, và mọi người cùng một lúc đang tìm mọi cách để leo lên cá lớn, nên vô cùng hỗn loạn. Phụ nữ, trẻ em đứng trên vai những người đàn ông hay thân nhân để vịn vào thành ghe, sau đó nhảy lọt được vào cá lớn. Trước cảnh đó, tôi chỉ muốn bỏ cuộc vì nghĩ rằng tôi không thể nào đủ sức để có thể tự nhảy lên bám được vào thành ghe, rồi sau đó leo vào bên trong. Thời học sinh, tôi luôn luôn đứng cuối lớp về môn thể dục, đặc biệt là hai môn leo dây và nhảy cao thì yếu nhất. Bây giờ, nếu đứng trên mặt đất bằng phẳng, tôi cũng không thể nào làm nổi, huống chi là phải bám vào thành ghe đang trồng trành trên sông nước. Tôi lại nhỏ con, thể lực rất yếu đuối. Nếu chẳng may không vào được con cá lớn mà bị rớt xuống sông, trong cảnh hỗn loạn và bóng đêm dày đặc này, chắc chắn 100% là chết đuối, vì tôi không biết bơi và cũng chẳng có ai can đảm cứu tôi trong lúc này. Nhưng nếu bỏ cuộc, có nghĩa là sẽ ở tù, vì tôi không thể tìm cách trở về nhà được trong lúc này nữa. Tôi chỉ còn biết cầu xin trời Phật, ông bà khuất mặt hãy cứu vớt, con không thể đi tù thêm lần nữa, con không thể nào chết. Con phải đi thoát được thì con mới có cơ hội giúp gia đình. Tất cả đang trông vào con. Gia đình con không có điều kiện tiền bạc để cho con vượt biên. Nay có quý nhân giúp đỡ, con chỉ cần quyết tâm chấp nhận gian nguy là đạt được. Trời Phật có thương con, phù hộ cho con thì con sẽ vượt qua. Tôi đã có kinh nghiệm trong lần vượt biên ở Cần Giờ bị bắt vào năm 1981. Và ở tù trong Chí Hòa,
sau đó bị đưa đi lao động ở sông bé. Chỉ trong vài phút thôi, cá lớn sẽ nhổ neo, không bao giờ tổ chức vượt biên đợi người lên đầy đủ mới ra đi. Tôi không thể do dự hay chần chờ gì nữa, phải quyết định tức khắc. Tôi vừa khóc vừa niệm Phật, vừa cố lấy hết sức nhắm vào thành cá lớn, tung hết sức bình sinh nhảy thật cao, thật chắc. Ôi, thật là may mắn, tôi bám được vào thành ghe. Ôi, tôi đã lọt thỏm vào cá lớn. Phải chăng có một sức mạnh vô hình nào đã nhấc bổng tôi lên, để tôi được vào khoang ghe? Vì bình thường tôi không bao giờ có thể làm nổi điều này. Chưa kịp đứng lên thì đã bị một số người nhảy tiếp sau đạp và đè lên khắp người. Tôi lại tiếp tục niệm Phật giúp tôi có đủ sức đứng dậy. Nếu không tôi sẽ bị chết bẹp ở đây. May sao tôi đứng dậy được và nép sát người vào thành ghe. Chưa kịp hoàn hồn, nghe tiếng hét to. Không ai được lên ghe nữa, ghe đã quá trọng tải. Nếu còn tiếp tục nhảy lên, ghe sẽ bị lật và chìm. Tất cả mọi người sẽ chết tại dòng sông này. Ngay sau đó, người của tổ chức bật đèn pin sáng lên để bắt đầu kiểm tra mật mã. Một số người trình mật mã, nhưng họ cho là không đúng và ra lệnh quăng những người này xuống những chiếc taxi vẫn còn đang bao quanh con cá lớn chờ đợi. Khi đến chỗ tôi đứng, tôi rất tự tin trao mảnh giấy ra cho họ xem. Vừa đọc xong, họ nói, đây là mật mã của Ba Châu. Tên người liên lạc dẫn tôi đi. Chúng tôi không chấp nhận khách của Ba Châu. Vậy xin mời cô trở xuống ghe taxi đi về. Nghe đến đây tôi tưởng chừng như tiếng sét đánh ngang tai, chân tay rụng rời. Làm sao lại xảy ra như vậy? Khách nào của Ba Châu cũng đều bị tai họa bất ngờ vì sự bất đồng và phản bội trong nội bộ tổ chức với nhau. Nghĩ lại, nếu không nhờ phép lạ thì làm sao tôi lọt được vào cả lớn, rồi sau đó đứng dậy an toàn được. Vậy mà bây giờ bị đuổi xuống và chắc chắn sẽ lại bị ở tù. Không thể được, tôi bật khóc và năn nỉ. Tôi cũng là khách như những người khác, nhưng chẳng may là khách của Ba Châu. Gia đình tôi đã thỏa thuận mọi điều kiện cho chuyến đi qua Ba Châu. Nay xin các bác các anh cho tôi được tiếp tục đi. Gia đình tôi ở Mỹ sẽ đành ơn theo mọi điều kiện yêu cầu của quý vị. Khóc lóc van nài nhưng họ vẫn một mực dứt khoát từ chối. Hai người đàn ông được lệnh khiêng đầu và chân tôi quăng xuống ghe taxi. Tôi coi như chắc chắn vào tù, trong lòng quá đau xót và coi như số tôi phải vào tù, không thể nào tránh được. Bỗng nhiên, ánh sáng đèn pin vụt tắt, hai người đang khiêng tôi bèn bỏ tôi xuống sàn ghe. Cá lớn được lệnh phải xả hết tốc lực phóng ra biển. Có lẽ thời gian mua bãi đã hết. Nếu chậm trễ, toán công an biên phòng khác đến đổi viên trực, có thể giữ ghe lại. Tôi bàng hoàng mừng rỡ, chỉ trong tích tắc tôi đã thoát được cảnh ngục tù, phải chăng cũng là một phép lạ do ơn trên đã cứu tôi. Chiếc ghe nhắm hướng ra biển lao như mũi tên bay trong bóng đêm dày đặc, nghe rợn cả người. Chạy khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ thì có những tiếng reo mừng. Ghe đã ra được hải phận quốc tế, chúng ta coi như sắp được tự do rồi. Vừa nghe xong tôi hòa lên khóc nức nở, dù trong lòng cũng mừng. Vì từ giờ phút này tôi đã thật sự xa tất cả những người thân yêu, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại hoặc xa lìa vĩnh viễn, nếu như gặp nạn không tới được bến bờ. Lúc này, nhóm tổ chức bắt đầu quay lại hạch sách những hành khách của Ba Châu đang có mặt trên ghe. Họ dọa nạt từng người, ai có cà rá, đồng hồ hay bất kỳ vật nào có giá trị thì đưa cho họ ngay. Khi họ hỏi tôi có gì đưa cho họ, tôi trả lời không có gì hết, ngoài một ít hành lý tôi đang có trên người. Thật ra tôi có giấu một chỉ vàng trong áo lót được cô tôi cho, để phòng khi hữu sự. Tôi không thể nào nộp cho họ. Tôi năn nỉ với họ là khi nào được định cư, tôi hứa sẽ xin hoàn lại đầy đủ. Trời lại dần dần sáng, một ngày mới bắt đầu trên đại dương bao la. Tất cả đều vui mừng và hy vọng vài ngày nữa sẽ đến được bất cứ trại tị nạn nào và sau đó được đi định cư ở một nước thứ ba, lúc đó coi như đổi đời. Khi mặt trời lên cao, nắng chói chang, có lẽ là giữa trưa, nhóm chủ ghe bắt đầu cho phân phối nước uống. Tiêu chuẩn cho mỗi người là 2 muỗng canh, phát vào buổi sáng và vào buổi chiều. Điều này khiến mọi người trên ghe hoang mang. Vậy là sao?
Lúc đi đã hứa lương thực nước uống cung cấp đầy đủ, bây giờ lại xảy ra tình huống kỳ quái này, có chuyện gì đây? Lúc này chủ ghe mới cho biết là anh tài công chánh mang theo các phương tiện đi biển đã bị kẹt lại. Không hiểu vì lý do gì mà không lên cá lớn được, nên chúng ta khó hy vọng sẽ đi đến được các trại tị nạn như đã dự định, vì trên ghe không ai có kinh nghiệm đi biển. Tài công phụ chỉ có kinh nghiệm đi đường sông, bây giờ chỉ còn trông mong vào số mệnh và ơn trên cứu giúp, phải lênh đênh trên biển không biết bao nhiêu ngày, cầu xin sóng yên biển lặng và gặp tàu thuyền nào đi ngang qua, xin được cứu vớt. Như vài trường hợp các ghe đi trước may mắn đã gặp, bây giờ xin các bà con thông cảm về việc cần phải tiết kiệm nước tối đa để có thể cầm cự trong thời gian dài chưa biết đến khi nào. Khi chủ ghe giải thích xong, mọi người trên ghe cùng nhìn nhau lo lắng. Riêng tôi chết lặng cả người. Bao nhiêu tin tức về chuyện vượt biên lẫn vẫn trong đầu óc tôi. Có những chuyến, nếu may mắn không có gì xảy ra thì chỉ vài ba ngày là đến được trại tị nạn. Có những chuyến lên đến cả tháng trời, bị các cơn đói khát, bệnh tật hành hạ. Đôi khi phải ăn thịt lẫn nhau để được sống còn. Và cũng có những chuyến bị hải tặc tấn công, cướp bóc, hãm hiếp và những phụ nữ bị bắt đem theo chúng. Biết bao là những bi kịch thảm khốc về chuyện vượt biên mà các cơ quan truyền thông đã đăng tải. Tôi nghĩ số phận chiếc ghe của chúng tôi sẽ trôi dạt về đâu? Bến bờ vô định nào? Lương thực, nước uống, xăng nhớt sẽ cạn kiệt trong bao lâu nữa? Và cũng có thể làm mồi cho đại dương. Tôi có đạt được sự đổi đời như mơ ước, được sống và học hỏi ở các nước văn minh dân chủ tự do. Lúc đó tôi sẽ có điều kiện để giúp đỡ gia đình đang tin tưởng vào nơi tôi. Hoặc tôi tự trách mình đi tìm một cái chết ngu xuẩn, làm cho gia đình đau khổ hơn và mang tội bất hiếu với bố tôi. Trước mắt tôi cứ niệm Phật, cầu nguyện cho được may mắn. Mà rõ ràng tôi đã thoát chết từ lúc nhảy vào được cá lớn và chút xíu nữa đã bị chủ ghe ném xuống taxi nếu không có báo động bất ngờ xảy đến. Bóng đêm lại buông xuống, tôi mệt đừ và khát rát cả cổ họng, phải chờ đến ngày mai mới được phát nước uống. Tôi nghĩ mình có đem theo bình 1 lít nước, nếu mỗi ngày uống 2 muỗng thì tôi có thể cầm cự được trên nửa tháng. Thế là tôi lấy ra hốt 1 hốt, chưa kịp cất lại thì vợ chồng trẻ và cô em gái ngồi kế bên, thấy tôi cầm bình nước, thì van xin cho họ uống bằng giọng nói lễ phép và lịch sự. Tôi nghĩ, cho 3 người uống thì nhiều quá, nó sẽ ảnh hưởng đến số nước dự trữ của tôi và cũng là bùa hộ mạng trong lúc này. Nhưng thấy họ nói quá nên động lòng trắc ẩn, tôi trao bình nước cho họ và nói, xin mỗi người chỉ được 1 hớp thôi nha. Tuy nhiên, khi cầm được bình nước trên tay, sau khi hớp xong họ ngang ngược không chịu trả lại, mà còn dở giọng côn đồ ra thách đố tôi, muốn làm gì thì làm. Vô tình tôi đã tự đánh mất bùa hộ mệnh vì lòng thương không đúng người. Ngày thứ 2 trôi dạt trên biển theo một hướng vô định, cầu mong sẽ gặp được tàu thuyền đi ngang qua giúp đỡ, hay phi cơ bay trên đầu để ra dấu kêu cứu. Nhưng chỉ có cả một không gian tĩnh mịch, im lặng của đại dương lạnh lùng và ghê sợ. Trên bầu trời không có bóng dáng một loài chim biển nào. Mọi người đoán là ghe đã đi lạc và cách rất xa đất liền. Tôi vừa đói, vừa khát, vừa nhức đầu chóng mặt, vì các mùi hôi thối của ói mỡ tiêu tiểu của trẻ con bắt đầu xông lên nồng nặc, vì chỉ có một chỗ đi vệ sinh nằm ở phía cuối ghe, trong khi người nằm kẻ ngồi la liệt không còn chỗ để nhúc nhích. Sự khủng hoảng bắt đầu khi cô bé khoảng 15 tuổi ngồi đối diện tôi bị ngất xỉu vì khát. Mẹ của cô khẩn khoản van xin, ai có nước làm ơn cho con tôi xin 1 hớp, 1 hớp nước có thể cứu sống được con tôi. Không một ai lên tiếng, có lẽ mọi người nhớ lại lời nhóm chủ tàu căn dặn và đe dọa. Không ai được tự động đi lại, phải tuyệt đối giữ gìn trật tự tối đa, không được đòi hỏi bất cứ gì. Nếu ai không chấp hành và cãi lời sẽ bị ném ngay xuống biển. Nhìn mặt cô bé nhợt nhạt vì khát, chỉ cần 1 muỗng nước là có thể đem lại sự sống cho cô ta.
không thể đành lòng nhìn cô bé đang bất động dù kiệt lực. Tôi cũng cố gắng bò lên cầu thang để gặp nhóm chủ tàu xin nước cho cô bé. Họ nhìn tôi bằng cặp mắt giận dữ. Tôi bình tĩnh nói với họ là tôi không xin cho tôi, mà xin các ông hãy nhỏ lòng thương cho cô bé kia đang cần vài muỗng nước. Nếu không, cô ta sẽ chết vì khát. Quả thật, khi được vài muỗng nước thì cô bé lần hồi tỉnh lại. Gia đình cô rất vui mừng và tôi cũng vui theo. Ngày thứ ba, biển vẫn yên, sóng vẫn lặng, đúng là Thái Bình Dương. Tuy nhiên trong lòng mọi người đều bồn chồn lo lắng, sự đói khát đã bắt đầu hoành hành. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, thì cô bé lại kiệt sức và bất tỉnh lần nữa. Gia đình cô bé không dám gặp chủ tàu xin nước, vì sợ chủ tàu nóng giận thì sẽ bị phiền phức. Sự việc xảy ra trước mắt tôi, nên tôi cũng không thể làm ngơ. Và tôi cũng cố lách đi gặp chủ tàu xin cho cô bé vài muỗng nước. Sau khi được vài muỗng nước thì cô bắt đầu tỉnh lại dần như hôm qua. Ánh nắng càng lúc càng gay gắt, tôi tưởng chừng như sắp ngất xỉu đến nơi, giống như cô bé vừa rồi. May sao, có một cơn mưa trút xuống. Ôi, tôi quá mừng như vừa được hồi sinh. Những giọt nước mưa như nước cam lồ của Phật Quan Thế Âm làm mắt dịu cổ họng đang trắc bổng của tôi. Nhóm chủ tàu chạy đi lấy mấy tấm bạt ni lông để hứng nước mưa, xong đổ vào những thùng nhựa. Kết quả không ai có thể nào uống được, vì những thùng chứa nước mưa trước đó dùng đựng nhớt xăng dầu, làm cho nước mưa có mùi giống như nước cống rãnh, đen ngòm, cho vào miệng bị nôn ra ngoài ngay. Nhờ cơn mưa bất chợt coi như một phép màu đã tiếp sức cho tôi sống còn. Sang đến ngày thứ tư, lên đên trong vô định, giấc mơ tìm tự do có dấu hiệu tốt đẹp hơn. Đã thấy những cánh chim biển bay trên bầu trời, thấy những vệt khói dài của vài chiếc phi cơ phản lực để lại. Bóng dáng những chiếc tàu nhấp nhô từ xa đang tiến lại gần hơn. Chủ ghe cho người đốt quần áo để phát tín hiệu xin tiếp cứu. Nhưng tất cả đều vô ích, không một tàu nào đến gần để giúp đỡ. Có lẽ họ sợ lãnh trách nhiệm và gặp nhiều phiền toái. Thế rồi, thất vọng này tiếp nối theo thất vọng khác. Những cơn đói khát dày vò cơ thể, tôi bị khát rang cả cổ, nên không thể nào nuốt được bất cứ thứ gì. Thức ăn mang theo tôi đều cho hết. Trong lúc này tôi chỉ cần một hớp nước. Nhưng nếu tôi xin chủ tàu, chắc chắn ông ta sẽ cho người quăng tôi xuống biển như lời ông ta đã hăm dọa. Trong lúc đó gia đình chủ tàu có nước, có dừa, có cam quýt tha hồ sung sướng, không sợ đói khát. Vài người trên ghe có sáng kiến mưu sinh thoát hiểm. Họ lượm các vỏ dừa ném bừa bãi dưới ghe, đem tước những lớp sơ để ngậm lấy chất đắng, chát và có độ ẩm, để giữ cho cổ họng đỡ phần nào cháy bỏng vì khát. Nhờ vậy mà chúng tôi vẫn tiếp tục cầm cự, chưa bị gục ngã. Cô bé trước mặt tôi lại ngất xỉu lần thứ ba trong ba ngày liên tiếp. Tôi nhờ cơn mưa hôm qua được hồi sinh. Nay nhờ ngậm thêm vỏ sơ dừa nên cũng có thể bò lên cầu thang xin nước cho cô bé. Không may, ngày hôm nay nhóm chủ tàu cương quyết từ chối. Họ lấy cớ là muốn sự công bằng cho mọi người. Trong vòng 30 phút cô bé cứ lặp đi lặp lại. Cho tôi nước, cho tôi xin nước, nước, nước. Tôi thấy tội nghiệp và đau lòng, cầu mong cho mưa xuống ngay bây giờ. Ôi, tôi không tin vào mắt tôi. Cô bé nấc lên, đảo một vòng mắt và rồi nhắm nghiền lại và bất động. Người mẹ hét lên, cứu con tôi chết rồi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, nghe là nhóm chủ tàu vội vàng chạy xuống. Đem theo nước đổ vào miệng cô bé, nhưng vô ích, cô bé đã bất động và không bao giờ cần xin nước nữa. Mẹ cô, anh em trong gia đình khóc nức nở, mọi người kể cả nhóm chủ tàu cũng đều xúc động. Có lẽ họ đang hối hận về sự sai lầm của họ khi không cho cô nước như hai ngày vừa qua, nhất là đã không giữ lời hứa lo cho khách lương thực đầy đủ trong 10 ngày. Mới có ngày thứ năm đã có người chết vì không được cung cấp nước, với tình trạng con thuyền trôi vô định không biết đi về đâu, dù biển yên sóng lặng cũng sẽ chết dần chết mòn, chứ đừng nghĩ chi đến sóng to gió lớn.
Lần đầu tiên tôi thấy bóng tử thần đang chập chờn, mọi người vừa xúc động vừa lo sợ, sẽ có thêm nhiều người kiệt sức trước khi đến được bến bờ tự do. Nắng đã bắt đầu tắt, hoàng hôn đang dần xuống, nhóm chủ tàu quyết định thủy táng cô bé. Họ kêu gọi bất cứ ai tùy theo tôn giáo của mình cầu nguyện cho cô bé. Không có ai hết. Tôi không hề đi lễ chùa, không biết gì về nghi thức tụng niệm. Nhưng từ những năm sau 30 tháng 4 75, tôi đã sống triền miên trong nước mắt, chỉ biết đêm ngày cầu nguyện trời Phật, cứu vớt cho gia đình đang tan nát vì cha và anh lâm nạn, trong khi mẹ qua đời và các em còn quá nhỏ dại. Những năm gần đây, có những quý nhân giúp tôi vượt biên. Trong người tôi luôn luôn mang theo quyển kinh Bạch Y Thần Chú để cầu nguyện, biết rằng đây không phải là kinh cầu siêu. Nhưng tôi cảm thấy có thể làm người mất đi được ấm áp, nên tôi tình nguyện đứng ra thắp nhang tụng niệm. Mẹ của cô bé cho tôi biết tên em là Tuyết Nhiên. Tôi không còn nhớ họ. Sau khi thắp nhang cho chủ tàu mang theo đưa cho, tôi lâm râm tụng niệm. Sau đó hai người đàn ông đến gần xác cô bé, người đỡ đầu kẻ khiêng chân, đẩy xác cô bé xuống biển. Trong tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ và anh em trong gia đình, tôi cũng không cầm được nước mắt, thương tiếc cho cô bé hồn nhiên, ngồi trước mặt tôi năm ngày qua. Hôm nay em đã đi vào lòng đại dương, chỉ vì nhóm tổ chức đã tàn nhẫn bội ước. Tôi chợt rùng mình, nếu không có cơn mưa nhiệm màu hôm qua, thì người đầu tiên bị thủy táng đã là tôi, vì có lẽ không ai dám gặp nhóm tổ chức để xin nước cho tôi được hồi sinh thêm vài ngày như Tuyết Nhiên. Sự xúc động vẫn chưa nguôi, thì nghe tiếng xôn xao. Máy ghe bị hư rồi, tự nhiên máy ghe bị tắt, không biết làm cách nào để cho ghe di chuyển. Vậy bà con nào biết gì về sửa chữa máy móc làm ơn giúp để cho ghe có thể đi tiếp? Một vài đàn ông thanh niên đi tới chỗ đầu máy lai hoay sờ tới sờ lui, nhưng chẳng mang lại kết quả gì, chiếc ghe vẫn không thấy động đậy. Sau đó một hiện tượng kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ thấy trong đời đã diễn ra trước mắt tôi và mọi người. Tự nhiên, một số người đứng dậy nhốn nháo làm chiếc ghe trồng trành, nghiêng qua nghiêng lại. Nhóm tổ chức hét lớn lên. Xin bà con hãy ngồi yên, nếu còn tiếp tục ghe sẽ bị lật úp và mọi người sẽ chết hết. Tôi kinh ngạc nhìn thấy vài người lần lượt sắc mặt trở thành đờ đẫn, mắt ngây dại và miệng thì thào. Nước! Cho tôi xin nước! Đúng là ánh mắt và câu nói liên tục của Tuyết Nhiên trước khi ra đi. Đang nghĩ như vậy thì một cô gái trẻ ngồi cạnh tôi mấy hôm nay cũng từ từ đổi sắc mặt và lặp lại đúng câu đó, giống như những người kia. Tôi vốn dĩ rất nhát. Sau khi mẹ tôi mất, tôi không dám đi ngang bàn thờ mẹ một mình. Vậy mà lúc ấy, trước ánh mắt kỳ quái của cô ta, tôi không hốt hoảng chạy đi tìm chỗ khác như người ta. Tôi nghĩ ngay lập tức, đúng là hồn của Tuyết Nhiên nhập vào cô này rồi. Tôi bình tĩnh, nghiêm trang, nhìn thẳng vào ánh mắt đờ đẫn kỳ quái của cô ta và nói, Tuyết Nhiên, em có sống không tác thiên, xin em hãy tha thứ cho những ai đã sai lầm không cho nước để em được hồi sức. Em hãy phù hộ cho mẹ, cho anh em của em và bà con trên ghe được an toàn, không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nguyện cầu trời Phật, chư thiên thánh thần và thủy thần, cho hương linh em được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ba lần. Thật là quá ngạc nhiên, chỉ trong vài phút sắc mặt cô ta trở lại bình thường và không nhớ mình vừa nói những lời cuối cùng của Tuyết Nhiên như vài người khác mà cô thấy trước đó. Càng lại ngạc nhiên hơn là vài phút sau đó có nhiều tiếng reo mừng. Ốc, máy ghe đã nổ lại được rồi, ghe từ từ chuyển động và đi tiếp. Hai hiện tượng này không thể giải thích theo khoa học được và coi như hoang tưởng. Nhưng tất cả là sự thật 100% mà cho đến nay tôi vẫn còn thắc mắc về sự kiện này. Không khí ảm đạm và đau buồn kèm theo sự lo lắng sợ hãi lại tiếp tục phủ trùm những thuyền nhân trên chiếc ghe đang di chuyển trong vô định. Hôm nay đã bước vào ngày thứ năm giữa đại dương bao la. Tôi nhớ là ngày 28 tháng 9, 1984. Tất cả mọi người gia tăng sự lo lắng và hoang mang, nôn nóng, cầu mong gặp được bất cứ tàu thuyền nào đi ngang qua cứu.
sức chịu đựng càng ngày càng mỏi mòn kiệt quệ, tinh thần suy sụp, làm sao có thể cầm cự được lâu dài. Tùy theo tôn giáo riêng của mình, mọi người cùng khấn nguyện đấng thiêng liêng, hiển linh phù trợ. Riêng tôi thì liên tục cầu nguyện, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ. Thấp thoáng từ phía xa xa, có vài bóng dáng những chiếc tàu đi ngang qua, nhưng sau đó biến dạng. Thình lình, mọi người thấy một chiếc thuyền lớn xuất hiện và đang tiến dần về phía ghe của mình. Tất cả đều mừng rỡ và hy vọng gặp thần hộ mạng đến cứu. Họ cho thuyền cập sát vào ghe và quăng dây neo lên. Sau đó họ trèo qua ghe. Lúc đó tôi mới định thần và thấy năm người đàn ông đen như cột nhà cháy, râu ria rậm rạp. Trên người chỉ mặc một cái quần xà lõn, một người cầm súng dài. Tôi đoán có lẽ là tên cầm đầu. Bốn tên còn lại thì kẻ dao, người búa và mã tấu. Có tiếng xì xào. Chết mẹ rồi, gặp hải tặc là coi như sống đời. Tự nhiên toàn thân tôi cảm thấy rụng rời. Ôi, trời Phật xin hãy cứu con luôn ngày đêm cầu nguyện. Đừng cho con gặp hải tặc. Nếu gia đình con đã đến lúc tận cùng mặc vẫn, con thà chết trong lòng đại dương, còn hơn rơi vào tay bọn hải tặc. Lời nguyện cầu của con không được trời Phật chứng giám, không lẽ con tới số rồi sao? Tim tôi đập vào lồng ngực thình thịch y như tiếng trống. Tôi tưởng chừng như trái tim văng ra khỏi lồng ngực và tôi sẽ chết ngay tại chỗ. Tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tập cuối là tập thứ hai.